Yang samanena va rammanena va devena va marena va rambuna va gena diva lokasmin tihate na khane na te na muhuate na ya va rammano kasado apurga ki ayan jada sasahasi lokata สังกัมเมสัมปะกัมเมสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโรปะโสโลเกบาตุระโหสิอะเตกัมเมวะเนวานังเดวานุปาวาตะโคปะกะวาอุดานังอุดาเนสิอัญญาสิวะตะโกกวนันโยอัญญา Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin điện khuyết cái Lăng Vào Nguyệt. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Mời Lăng Vào Nguyệt. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, không biết diễn đàn bây giờ đã nghe tiếng chưa? À, cảm ơn xin Nhật Bình. Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp với Đại Thầm Mạc trên Pro Talk mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con lên nhận thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2020, Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma.
Thì khi cho đảng biên soạn bài 31, các thứ tâm quả siêu thế, Lukuttara, Phalachitta, sẽ do Thượng tọa cho đảng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Mùa Bích Thà dạ. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay. Giáo trình bài 31, các thứ tâm quả siêu thế, Lukuttara Phalachitta, sư do đặc thượng tại giáo đoạn giảng giải. Chúng con cung thỉnh Thượng tọa Tế Siêu từ bi dẫn nhập bài học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Hôm nay giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma, chúng ta học đến các thứ tâm quả siêu thế. Hôm thứ năm rồi, chúng ta đã giới thiệu về tâm quả siêu thế. Hôm nay thì chúng ta phân loại tâm siêu thế bốn thứ. Sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Và vì để cho Phật tử dễ hiểu, dễ nắm bắt, nên đặc biệt Thượng tọa Thích Đẳng soạn vừa có chi pháp trong thắng pháp, cũng vừa có thoáng qua ý nghĩa trong kinh tạng. Điều này sẽ giúp cho Phật tử chúng ta học, chúng ta cảm thấy thú, không có chán. Ở trong bài học này hôm nay, trước khi mời cô Lâm Dường Nguyệt đọc bài thì chúng tôi cũng xin đề nghị sửa lại một chút chính tả. Để cho Phật tử khi đọc, Phật tử không có ngỡ ngàng. Ở trang 1,
nói ở trong một là cái tập mà in ra do sư Tự Trì. Ở trong bài thì các Phật tử chúng ta đọc luôn không có trang, nhưng mà các vị chú ý khi nói đến bậc thánh A-la-hán viên mãn tuệ học tăng thượng chứ không phải là tự học, các vị có thấy chỗ đó chưa? Chữ tuệ học tăng thượng chứ không phải là chữ tự học. Sư Tự Tri có thấy chỗ đó chưa? Cô Lăng Dòng Nguyệt có đọc được cái chỗ đó chưa? Ồ, chữ tuệ học tăng thượng chứ không phải là tự học. Cái thứ hai nữa, cái này phải hỏi Thượng Tọa Giác Đẳng. Câu kế tiếp sát bên đó. Có năm cõi trong 31 cõi là năm cõi tịnh cư thiên, chỉ mà những bậc sanh vào đó. Chữ chỉ mà đó chúng tôi không hiểu là cái này là cái ý nghĩa gì. Dạ. Cho nên xin hỏi Thượng Tọa chỉnh dùm cho bỏ chữ chỉ. Là năm cõi tịnh cư mà những bậc sanh vào đó hoàn toàn là những bậc thánh A-la-hàm với ngũ thiền. Chúng ta bỏ chữ chư, bỏ chữ chi, chữ chỉ, bỏ chữ chỉ, như chữ đó. Và chỉ có bấy nhiêu thôi. Và bây giờ thì trước khi thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng giảng bài học hôm nay, thì xin mời cô Lăng Dầu Nguyệt đọc cho bài học Nam Mô Bổn Sư Thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thầy. Dạ, sao thiếu lành thầy, chúng con kính chân từ tịch thầy siêu đã giảng nhập bài học. Thì bây giờ thì con xin được đọc phần nội dung bài học hôm nay. Giáo trình thắng pháp Abhidhamma, bài 31. Các thứ tâm quả siêu thế, Lukuttara, Palachitta. Tâm quả siêu thế có bốn thứ. Một, tâm sơ quả hay tu đầu quần quả, Sota Pati Palachitta. Hai, tâm nhị quả hay tu đại hàm quả, Sakada Gani Palachitta. Ba, tâm tam quả hay Anaham quả, Anagami Palachitta. Bốn, tâm tứ quả hay A-la-hán quả, Arahata Palachitta. Những tâm quả siêu thế có trạng thái giống tâm đạo thế và cũng chỉ biết cảnh niết bàn. Tâm đạo chỉ sanh trong một sát na, có công năng đoạn trừ kiết sử. Trong lúc tâm quả có thể sinh khởi nhiều sát na, nhưng không có hiệu ứng đoạn phiền não như tâm đạo. Nói đến tâm quả siêu thế là đề cập đến các bậc thánh trong Phật giáo, mặc dù không phải các bậc thánh luôn sử dụng tâm quả này. Bốn bậc thánh được gọi theo kinh Tạng là đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Khi người Phật tử quy y Tam Bảo thì Tăng Bảo được nêu rõ là tứ song bát bối hay bốn đôi tám vị. Là Phật tử cần hiểu và giữ lòng kính tin ở bốn bậc thánh nhân, vì không có các ngài thì không có Tăng Bảo. Bậc thánh Tu Đà Quần thành tựu trọn vẹn niềm tin Tam Bảo và giới học tăng thượng. Bậc thánh A-na-hàm đã thành tựu viên mãn định học tăng thượng. Bậc Tư Đà Hàm đang nghiêng về định học vì giảm thiểu dục ái và sân. Bậc thánh A-la-hán viên mãn tuệ học tăng thượng. Có năm cõi trong 31 cõi là năm cõi tịnh cư thiên, mà những bậc sanh vào đó hoàn toàn là những bậc thánh A-na-hàm với ngũ thiền. Theo sớ giải thì hiện các bậc thánh ở cõi này
có chư vị đệ tử của cả bảy vị Phật kể từ Đức Thế Tôn Vipassi, tức là Tỳ Bà Thi, ý nghĩa thường trụ tăng bảo và năng lực thất Phật. Đa số chư thánh nhân từ tam quả trở xuống tái sanh vào cảnh giới cao hơn. Nhưng sớ giải cũng nêu trường hợp chư vị thánh tư đà hàm, tức là thánh nhị quả, có thể từ cõi chư thiên sanh vào cõi người để hoàn tất các công đoạn tu tập. Tathā patvā idhā parinibbāyī. Chư thánh Anaham, nếu chứng ngũ thiền, sanh vào năm cõi tịnh cư thiên, với sự sai biệt do năm lực sai biệt là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Nếu vị Anaham có năm lực đồng đẳng thì sanh vào cõi quảng quả thiên. Chư vị A-la-hán có ba bậc. A. Toàn giác, là bậc tự thân giác ngộ và có khả năng thiết lập giáo pháp. B. Độc giác, là bậc tự thân giác ngộ nhưng không có khả năng thiết lập giáo pháp. C. Giác ngộ nhờ vào giáo pháp của chư Phật toàn giác, khả năng tuyên thuyết giáo pháp tùy mỗi cá nhân. Chư vị A-la-hán cũng có thể chia theo bốn bậc như sau. 1. A-la-hán tam minh, Tề Bích Chô Arhatta. 2. Bậc A-la-hán lục thông, Chắc là Vinh Nhà Nã. 3. Bậc A-la-hán tuệ phân tích, Bích Tích Sam Vít Đà Bát Tát Arhatta. 4. Bậc A-la-hán nhất minh, Sư Khá Quý Bát Cô. Bài học này chỉ liệt kê mà không giải rộng để không lạc đề. Ngữ và nghĩa, hai thuật ngữ hữu học xê khắc và vô học xê khắc có thể bị nhầm lẫn là có học và thiếu học theo cách nói thông thường. Bậc xê khắc là bậc cần tiến xa hơn trong sự tu tập, được kể gồm bảy bậc: sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo. Bậc xê khắc có nghĩa là bậc viên giác, những gì cần làm đã làm. Bậc tứ đạo gọi là hữu học, xê khắc, có hiệu chút miễn cưỡng. Nhưng nên hiểu là hành trình vẫn còn, dù ở sát na tiếp theo. Nên cẩn thận, những con số thất lai, nhất lai cần được hiểu như sau. Bậc thất lai, tu đà quần, sanh lại cõi dục giới tối đa 7 lần. Không có nghĩa phải đủ 7 lần. Bậc nhất lai cũng không nhất thiết phải trở lại cõi dục giới một lần như là sự bắt buộc. Thử dùng khái niệm quen thuộc. Người thế gian có học vị không hẳn kiến thức hoàn toàn hơn người không có học vị. Các bậc thánh được hiểu cao thấp là do kiết sử đoạn tận ra sao, chứ không phải về mặt tri kiến. Tôn giả Ananda trong thời gian dài chỉ là bậc sơ quả, nhưng kiến văn về giáo pháp của Ngài vượt xa nhiều bậc A-la-hán. Những điểm cần nhớ. Nói về tâm quả siêu thế, nên hiểu thêm về các bậc thánh trong Phật Pháp. Tất cả chư vị thánh cuối cùng đều đạt đến cảnh giới hoàn toàn giải thoát, chứ không phải quả vị nào cũng mãi mãi đứng yên một chỗ. Hàng thánh sinh văn chính là tăng bảo trong ba ngôi báo. Hình ảnh minh họa. Hình ảnh minh họa thì chúng con chờ đợi hình ảnh mới của để tuệ tri gửi qua, cho nên chúng con không có posting điều đã nói và điều sắp nói. Bài học trước là tâm quả siêu thế và bài học tiếp theo sẽ là tổng lực về tâm. Bài nội dung học đến đây đã chấm dứt. Chúng con cũng thỉnh thượng tọa cho đẳng từ bi thuyết giảng bài học. Nam mô Bích Hà nha. Nam mô Bụt Thầy Già. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Để xin quý nghe quý vị chờ cho một chút.
Kính bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học về tâm quả siêu thế. Như chúng ta đã đi qua ba bài học trước về tâm siêu thế đó, thì chúng ta cũng nhắc rằng riêng về bốn đạo bốn quả được thắng pháp Abhidhamma nói nữa một cách rất là chi tiết, và có một vài điểm mà làm cho chúng ta ngạc nhiên. Thí dụ như là chúng ta nói rằng tăng có bốn đôi tám vị. Tám vị ở đây tức là Tu Đà Hoàn Đạo, Tu Đà Hoàn Quả, Tu Đà Hàm Đạo, Tu Đà Hàm Quả, A Na Hàm Đạo, A Na Hàm Quả, A La Hán Đạo, A La Hán Quả. Ở trong bốn đạo bốn quả này thì bậc mà chứng đạo như sơ đạo, di đạo, tam đạo, tứ đạo thì thật ra là một khoảnh khắc rất ngắn, ngắn đến nỗi mà chỉ một sát na thôi. Một sát na các ngài trở thành một con người khác, không giống trước đó và cũng hoàn toàn không giống sau đó. Sát na tâm đạo đó là sát na chứng niết bàn, đoạn trừ kiết sử. Nhưng mà sau cái sát na chứng niết bàn, đoạn trừ kiết sử đó, thì một loại tâm khác giống y hệt tâm đạo khởi sinh. Thí dụ như là một vị chứng sơ đạo thì ngay trong sát, ngay sau khi sát na tâm đạo thì tâm sơ quả khởi sanh. Một vị chứng tam đạo thì sau cái sát na tâm tam đạo thì tâm tam quả khởi sanh. Vì vậy muốn hiểu rõ về tâm quả siêu thế đó thì chúng ta nên hiểu rằng tâm đạo siêu thế chỉ có thể sanh khởi một tâm duy nhất, và tâm đó đó có cả hai cái hiệu ứng là chứng tri niết bàn và chặt đứt kiết sử. Trong trường hợp của vị thánh sơ quả, tam quả và tứ quả, hay là giảm thiểu kiết sử như trong trường hợp của vị thánh nhị quả Tu Đà Hàm. Những tâm quả này, thưa quý vị, không có làm việc, tức là không còn có cái hiệu ứng là chặt đứt kiết sử. Nhưng mà những tâm quả này nó là những phiên bản của tâm đạo, tức là cũng thấy niết bàn và cũng trạng thái như vậy. Và một vị các vị thánh đó thì các ngài có thể hồi quán lại, và hồi quán lại tức là các ngài quán sát về niết bàn, quán sát những gì về chứng đắc bằng các tâm quả, và tức là chúng ta gọi là nhập thiền quả đó. Do vậy bởi vì những này chỉ có biết một cảnh đó, đó là cảnh niết bàn, nên tâm quả đó không làm những việc khác ở trong đời sống hàng ngày. Thí dụ như là ngày Xá Lợi Phất, ngày chứng tứ quả, nhưng mà sau đó trừ khi ngày nhập thiền quả thì chú ý vị, ngày dùng cái tâm quả, tâm tứ quả đời sống hàng ngày thì ngày dùng cái tâm gọi là đại tố, dục giới, tịnh thảo để xử lý việc này việc khác. Một vị thánh Tu Đà Hoàn về Tu Đà Hàm, A Na Hàm cũng vậy. Tuy nhiên do tâm quả nên tạo nên một người, người đó là người mới hoàn toàn, đó là người sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Sự chuyển hóa này, thưa quý vị, tạo nên một cái hiện tượng là ngay trong kiếp sống hiện tại, từ phàm sang thánh,
từ phàm tam nhân sang bậc thánh sơ đạo, rồi sang bậc thánh sơ quả, rồi nếu căn duyên đầy đủ thì đi xa hơn, từ nhị đạo sang nhị quả, tam đạo sang tam quả. Nếu mà nói rằng là một con người khác hoàn toàn thì quả thật chỉ có những bậc đắc đạo chứng quả mới trở thành một con người khác hoàn toàn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trên phương diện phân chia các hạng người và trên phương diện cái tâm thái trong đời sống thì những vị này khác lắm. Dạ, rất khác với đời sống của phàm nhân trước kia. Và vì vậy, khi mà đề cập đến các tâm quả đó, thì chúng ta đặc biệt nói đến bốn hạng người. Bốn hạng người đó là người sơ quả hay là thánh Tu Đà Hoàn, người nhị quả là thánh Tư Đà Hàm, tam quả thánh A-na-hàm và tứ quả là chư vị thánh A-la-hán. Thánh pháp chỉ đề cập đến bốn bậc thánh này, nhưng mà như lời của thượng tọa Thừa Siêu thì chúng tôi phải đi sâu hơn một chút đối với đề tài này bằng cách là chúng ta đem một số các cái khái niệm về được tìm thấy ở trong kinh tạng và trong sứ giải kinh tạng vào đây. Bởi vì lấy ví dụ như là bậc thánh quả mà ở trong thánh pháp chỉ để là tứ quả thôi, nhưng mà ở trong kinh tạng á thì bậc tứ quả gồm có chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác, chư Phật thinh văn giác, chư Phật toàn giác, độc giác, thinh văn giác thì là cái gì rất là lớn, lớn lắm, nên phải được phân chia, nó là sự cần thiết để chúng ta đôi lúc đem đề tài của kinh tạng, đem cái những cái ý niệm của kinh tạng, và ngược lại có nhiều lúc quý vị cũng nghe thượng tọa Tuệ Siêu hay là chư tăng đem những cái ý nghĩa của thắng pháp tạng đem vào trong kinh tạng. Thực tình mà nói thì tại vì có sự phân chia như vậy, nhưng mà khi học kinh điển lâu á thì chúng ta thấy rằng rất là khó mà tách rời với nhau. Riêng đối với tam tạng Pali á, thì thưa quý vị, dù là luật tạng hay là kinh tạng, thắng pháp tạng có một cái liên hệ rất là mật thiết mà chúng ta không có tách rời được. Và vì vậy trong trường hợp ngày hôm nay thì có thể là quý vị nào mới nghe đó thì dường như là đang giảng về kinh tạng nhiều hơn thắng pháp tạng. Nhưng mà kỳ thực, trong trường hợp này, các tâm quả siêu thế đó, thì chúng ta rất cần để hiểu rõ hơn về bốn bậc thánh. Và từ chỗ đó, đó thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về tâm quả siêu thế. Thưa quý vị, trước nhất, là ở trong kinh tạng Đức Phật ngài có gọi và gọi một cách trang trọng bốn bậc thánh, gọi là bốn bậc sa môn, đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Và bát thánh đạo được khẳng định là con đường để thành tựu sa môn quả. Bát thánh đạo cũng đồng nghĩa với tam học giới định tuệ. Nếu chúng ta không hiểu về, chúng ta không có cái khái niệm về bốn sa môn quả đó, thì chúng ta không hiểu cái giá trị của giới định tuệ hay giá trị của tam học. Không hiểu giá trị của tam học đó thì chúng ta không hiểu rõ cái ý nghĩa của đạo đế là con đường để siêu khổ. Không hiểu rõ đạo đế thì thưa quý vị, thật ra chúng ta không hiểu về giáo pháp của Đức Phật. Ở đây không phải là
Chúng tôi muốn nói phóng đại hay nói quá. Bất cứ ai học Phật Pháp mà không hiểu rõ về tứ đế, tứ diệu đế đó, thì thật ra nó là một cái sự thiếu sót rất lớn. Mà không hiểu rõ về, muốn hiểu rõ về tứ đế mà không hiểu rõ về đạo đế là một chuyện không tưởng được. Mà muốn hiểu rõ về đạo đế thì chúng ta phải hiểu rõ về bát chánh đạo. Muốn hiểu rõ bát chánh đạo thì chúng ta phải hiểu rõ về bốn bậc thánh. Do vậy, ai đã học trong kinh A Hàm của Hán Tạng và đặc biệt trong Tam Tạng Pali thì nên quan niệm rằng bốn thánh quả ở trong Tam Tạng Pali hoàn toàn khác với những cái quả vị mà được quen thuộc, được tìm thấy, thường nghe giảng như trong Phật giáo Đại Thừa, nói đến chánh đẳng giác, nói đến duyên giác, nói đến Bồ Tát, nói đến thinh văn, và cái những khái niệm đó chúng ta nên đặt qua một bên, và chúng ta nên trong trường hợp này hiểu rõ về bốn cái thánh quả này. Bốn thánh quả này không phải là những cái quả vị, ngoại trừ tứ quả ra thì sơ quả, nhị quả, tam quả không có nghĩa là cố định mãi mãi là như vậy. Không phải như vậy. Tất cả những vị nào chứng sơ quả rồi cuối cùng hoặc sớm hoặc muộn hoặc chống hoặc dày sẽ đạt đến tứ quả hoàn toàn giải thoát. Dĩ nhiên là bậc sơ quả như vậy thì nhị quả, tam quả, tứ quả ở đây không phải là những quả vị được quan niệm là cao thấp. Ở trong kinh Di Đà đó thì có đưa ra một cái khái niệm là một người trung sơ tịnh độ tông mất đi thì sanh vào cõi tịnh độ, sanh vào cõi tịnh độ. Dạ, quý vị còn nghe chúng tôi nói được không? Dạ, xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ. Cả hai bên đều rõ. Dạ, có cái khái niệm là khi chúng ta sanh vào cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà đó thì sanh vào trong các hoa sen, hoa nở kiến Phật thấy vô sanh. Dạ. Nhưng mà trong chính hoa sen này đó thì có chín cái tầng cấp khác nhau, giống như quan trong triều mà có quan nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm vậy đó. Thành ra chúng ta nói là cửu phẩm liên hoa. Dạ. Quý vị chờ chúng tôi một chút nha, chúng tôi có cái trở ngại trong cái zoom bị echo. Dạ. Không biết sao cái việc qua nghỉ chờ chúng tôi một chút. Thưa quý vị, những người họ nghe thì có cảm tưởng như là khi mà mình sanh về khỏi cực lạc đó, thì có cửu phẩm liên hoa, mình do cái căn duyên thế nào mà có khi thành lên đó ở cái sơ phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, thì cửu phẩm. Rồi có cái lời nguyện, có lời nguyện thường là nguyện cho các vị hòa thượng, các vị cao tăng gọi là thượng sanh thượng phẩm. Dạ. Sanh lên đó là thượng phẩm, giống như đi làm quan mà quan cửu phẩm vậy đó. Và thượng sanh thượng phẩm là làm sao sanh lên để có được cái phẩm vị cao nhất. Thì cái khái niệm mà cửu phẩm liên hoa hay là thượng sanh thượng phẩm đó, nó hoàn toàn không có giống gì ở đây mà chúng ta đề cập đến bốn cái đạo và bốn quả hết. Và chúng ta nhớ gì về bốn thánh quả này? Bốn thánh quả này đó đều là những cái công đoạn mà tất cả các bậc thánh hoàn toàn giải thoát đã đi qua, các vị đi qua. Nhưng mà có vì cái công đoạn này nó dài, công đoạn kia ngắn. Thí dụ như là ngài Xá Lợi Phất, khi ngài gặp ngài A Sa Chi, ngài Sa Chi đọc một câu kệ, một bài kệ bốn câu á,
thì ngài Xá Lợi Phất lúc đó chứng sơ quả, cái ngày chứng sơ quả, rồi đến với giáo pháp Đức Phật, tu một tuần lễ sau đó ngày chứng A La Hán quả. Thì cái sơ quả mà ngày chứng đầu tiên không phải là một cái phẩm vị cố định, có nghĩa là trong thời kỳ ngày sơ quả rất là ngắn, thành tựu sơ quả rồi lập tức xuất gia theo chư Phật, xuất gia rồi 7 ngày sau chứng quả A La Hán thì ngài trở thành một bậc tứ quả. Thì chúng tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng cái khái niệm về bốn đạo bốn quả trong kinh A Hàm và trong Tam Tạng Pali không giống cái khái niệm về cửu phẩm liên hoa ở trong Tịnh Độ Tông. Không có trường hợp là thượng sanh thượng phẩm, là mình cầu làm sao bị sanh lên ở phẩm vị cao nhất, không phải như vậy. Mà các vị đi qua và hoặc sớm hoặc muộn thì có vị công đoạn kéo dài thôi. Ví dụ như ông Cốc Cô Độc đã chứng Tu Đà Hoàn, nhưng mà không có nghĩa là ông vĩnh viễn mãi mãi là Tu Đà Hoàn, mà từ chỗ Tu Đà Hoàn rồi cuối cùng ông sẽ đạt đến cái quả vị A La Hán và quả vị hoàn toàn giải thoát. Ở đây Đức Phật ngài dùng cái ngài dùng danh từ là đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn, là chỉ cho những cái thứ bậc ở trong cái trình tự giác ngộ giải thoát. Điều này giống như là chúng ta nói mình đi học mà có tiểu học, trung học, đại học, rồi postgraduate. Thì khi, thưa quý vị, khi mà mình học qua những thứ bậc như vậy đó, thì ví dụ như bây giờ nói là siêu nguyên thông là vị tiến sĩ, thì không có nghĩa là mới dậy lên làm tiến sĩ liền, mà lúc học tiểu học, lúc học trung học không có giá trị. Chúng ta nói như vậy, tiến sĩ là tiến sĩ, nhưng mà lúc mình học đại học, học trung học, tiểu học, nó vẫn có giá trị, nhưng giá trị ở trong giai đoạn đó. Và đối với bốn thánh quả không nên mang cái ý tưởng là quả vị này cao quá vị kia thấp, kỳ thật á. Nếu mà chúng ta đọc ở trong kinh Rassamta Sutta, tức là kinh Châu Báu mà nói về Tăng Bảo đó, thì quý Phật tử sẽ thấy rằng cái quả vị Tu Đà Hoàn được nhấn mạnh trong đến bốn bài kệ. Tại sao như vậy? Tại vì đó là một cái sự chuyển hóa lớn lao, một cái bước ngoặt ở trong vòng luân hồi từ phàm sang thánh, từ một chúng sanh mà có thể sống bằng tà kiến, bây giờ không còn thân kiến hoài nghĩ với cấm thủ được, thay đổi rất lớn. Và vị đó là vị nhập lưu, dự vào trong dòng thánh vức và cuối cùng dẫn đến giác ngộ giải thoát, một cái bước chuyển rất lớn. Cũng giống như là bây giờ một người Việt Nam sang Mỹ, có thể là mới sang Mỹ thì chân ướt chân ráo, nhưng mà từ cuộc sống từ Việt Nam sang Mỹ đó là một sự thay đổi lớn. Có thể là mới đặt chân đến Mỹ nó không khác cái Việt Nam bao nhiêu, nhưng mà nó lại là một bước bắt đầu, đó là một cái vé vào cửa. Và khi đã vào bên trong cửa rồi thì mọi việc nó khác đi. Chúng ta nên hiểu như vậy. Và do vậy, tại sao chúng tôi nhắc quý vị là chúng ta nói về đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn, đó là bốn cái quả chứng. Mà quả chứng này đó, vị nào chứng đệ nhất sa môn thì cuối cùng sẽ trở thành vị đệ tứ sa môn, chứ không có nghĩa là vị chứng đệ nhất sa môn nằm yên tại đó mãi mãi, đệ nhị sa môn nằm yên tại đó mãi mãi. Và do vì chúng ta nó có thấp có cao, cái quan niệm mà có thấp cao nên bỏ đi, không có nên quá nặng về cái việc đó. Và có một điểm như vậy là nếu chúng ta đọc kỹ vào ân đức Tăng Bảo thì gồm có bốn đôi tám vị, đó là thánh chúng đệ tử Phật. Khi mà đề cập đến thánh chúng đệ tử Phật đó, thì là những vị biết lắng nghe lời Đức Phật dạy, biết hành trì lời Đức Phật dạy, biết có khả năng chứng đắc lời Đức Phật dạy, và vị đó làm chứng cho những lời Đức Phật dạy. Đây là một cái điều rất là vi diệu. Và chính bốn thánh quả này, và Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, đúng nghĩa là Savakasangha, tức là Thinh Văn Tăng, hay là chư vị thánh tăng. Và
những vị này thành tựu những quả vị. Thì những vị gọi là sinh văn tăng này đó tạo nên cái gọi là tăng bảo. Chúng tôi phải đánh giá điều này rất là quan trọng khi nào quý vị bên Bắc Tông có cái giới gọi là Bồ Tát giới đó, Bồ Tát cái Phạm Võng đó, Phạm Võng Bồ Tát giới đó. Thì trong những cái điều của Phạm Võng Bồ Tát giới lại có một cái điều cấm, cấm là tin tưởng vào các vị sinh văn, lễ bái các vị sinh văn, qua lại với các vị sinh văn. Nhưng mà thật ra thì điều đó, đó nó rất là trái ngược với đạo Phật. Không có chư vị sinh văn thì không có tăng bảo. Khi chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng á, thì sinh văn tức là tăng bảo. Các hàng sinh văn, hàng tăng bảo. Nếu chúng ta phỉ báng hàng sinh văn, nếu chúng ta gạt bỏ bên hàng sinh văn thì chúng ta không có tăng bảo. Tức là chúng ta chỉ quy Phật, quy Pháp thôi. Đây là một điểm rất là quan trọng mà chúng tôi muốn chư vị nhớ. Tại vì đây là một sự khác biệt rất là lớn lao giữa Phật giáo Bắc truyền và Nam truyền, giữa Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa. Và đặc biệt trong Phật giáo Đại thừa mà có cái gọi là kinh Phạm Võng Bồ Tát giới đó, cái đó là cái mà chúng ta phải lưu ý. Và thưa quý vị, để rõ hơn về hình ảnh này đó, thì chúng ta đề cập đến cái hành trình tu chứng. Hành trình tu chứng như chúng ta nói rằng trên phương diện pháp học thì chúng ta nói bát chánh đạo, nhưng mà trên phương diện pháp hành thì chúng ta nói về giới định tuệ. Cái khác biệt là ở trong bát chánh đạo nói trước nhất là chánh kiến, chánh tư duy. Thì ở trong pháp hành chánh kiến, chánh tư duy gọi là tuệ học, là phần sau. Nhưng mà ở trong pháp học thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nói phần giữa. Nhưng mà ở trong pháp hành thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng gọi là giới, giới học tăng thực thường thì là nói phần đầu. Và chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định ở trong bát chánh đạo là phần cuối. Nhưng mà chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định được xem là định học thì ở trong pháp hành nó làm phần giữa. Bây giờ thì nói ở đây, thay vì nói bát chánh đạo, chúng ta đề cập đến giới định tuệ đó, thì một cái vị mà chứng tu đạo huân là vị này là vị thành tựu về giới học. Tại sao vậy? Thứ nhất là giới theo Đức Phật định nghĩa đó, đó là cái chủ tâm để đoạn tuyệt hay là không có làm những điều ác xấu. Một ở trong những đặc tính của vị tu đạo huân là không bao giờ mà tìm cách giấu lỗi của mình, không bao giờ có đời sống khuất lấp. Vị tu đạo huân không bao giờ phạm vào sáu bất thiện trọng nghiệp, đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu hay là quỷ bán tam bảo. Vị tu đạo huân không có. Cái tâm mà gọi là đủ tất cả tam quý, cái tâm mà gọi là thành tựu mà bất cứ sở hành không khuất lấp, thì tâm đó là tâm của vị thánh tu đạo huân. Muốn biết một vị nào mà gọi là có chứng thánh quả tu đạo huân hay không, nếu quan sát kỹ là một vị tu đạo huân không có tự biện hộ về đời sống của mình. Cái đúng cái sai, đúng là nhận là đúng, sai nhận là sai, không có những hành vi khuất lấp. Bởi vì các vị không có hành vi khuất lấp và không có những cái biện hộ che giấu về lầm lỗi của mình thì được xem là vì đã đạt đến cái cao điểm của gọi là giới học tăng thượng. Giới học tăng thượng. Và riêng về vị Tư Đà Hàm thì cao hơn vị Tu Đà Huân là ở chỗ là giảm nhẹ dục ái và sân. Nhưng mà các vị đó chưa có đoạn tận dục ái và sân, do đó chưa có được xem là thành tựu định học hoàn toàn như là vị thánh A-na-hàm. Chúng ta đọc ở trong kinh, trong tạng kinh ấy, khi mà đề cập đến cái chiều sâu của sự tu tập như là hành tứ niệm xứ hay là những tu tập có chiều sâu, thì Đức Phật thì giải rằng có hai quả vị mà một người sẽ đạt được. Một là trở thành một vị thánh A-na-hàm, không có trở lui trạng thái này nữa, tức là không có trở lại cõi dục giới lần nữa.
và hai đó là đạo quả A-la-hán. Bởi vì đạo quả A-la-hán là một sự thành tựu của định học. Một vị A-la-hán là đoạn bị đoạn tận dục ái và sân. Hai trạng thái đó là tự nhiên đặt để tâm tư của vị này vượt khỏi cảnh dục giới và đi vào cái thế giới của sắc giới hoặc là vô sắc giới, thiền sắc giới và thiền vô sắc, tư duy vào cảnh giới của thiền. Chúng ta hàng ngày đó là thứ gì, chúng ta sống bằng cái tâm tư dục giới, do cái ái nhiễm dục giới, mắt không thấy sắc không được, tai không nghe tiếng không được, mũi không ngửi mùi không được. Nhưng mà riêng về một cái vị mà có trình độ nội tại mà cao á, thì một á là vị đó phát triển đầy đủ các thiền chứng, như là tầm các thiền chi, như là tầm tứ di lạc định, để vượt lên trên năm cái ngăn ngại của tham dục, sân độc, hôn thủy, trạo hối, hoài nghi. Trở đi một cái vị thánh A-la-hán á được xem là vị thành tựu viên mãn về định, và vị thánh A-la-hán viên mãn về tuệ học. Khi vị A-la-hán nhìn các pháp hữu vi ở trong bất cứ trường hợp nào các vị nhìn, thì các ngài đều thấy rõ cái chân tướng vô thường, khổ vô ngã, và vị thánh A-la-hán luôn luôn nhìn thấy rõ cái sự khác biệt giữa niết bàn và sanh tử, và vị đã thấy rõ về cái bản chất thật của các pháp hữu vi và vô vi, chúng ta gọi là sự thành tựu chánh trí giải thoát như tuệ giác. Thế nên nói về tam học đó, thì vị thánh Tu Đà Hoàn được xem là thành tựu trọn vẹn về tính tâm, trọn được xem là cao điểm của giới học. Vị thánh A-la-hán là vị thành tựu trọn vẹn của định học. Quý vị hỏi là tại sao không kể vị thánh Tư Đà Hàm gì quả? Tại vì Tư Đà Hàm là nằm giữa, vị đó cao hơn vị Tu Đà Hoàn, nhưng vì chưa đoạn tận mà chỉ làm giảm thiểu dục ái và sân thôi, tại vì chúng ta chưa kể. Nhưng mà nói về định học á, thì vị A La Hàm là vị viên mãn, và vị A La Hán đó là vị thành tựu tuệ học hoàn toàn. Quý vị có một ý nghĩa nữa mà liên quan đến chư vị thánh A-la-hàm. Ở đây cũng là một điểm rất là thú vị, là trong Phật giáo Bắc truyền đó, mà nếu mà vị nào mà có đào sâu đó, thì Phật giáo Bắc truyền có một cái quan điểm gọi là tịnh độ tam tông. Tịnh độ tam tông tức là có ba cái cõi người, cõi tịnh độ. Và tịnh độ tam tông là đầu tiên đó là tịnh độ là cõi đâu xuất, và sanh về cõi trời đâu xuất. Ở đó chư thiên là chỉ sống bằng pháp hỷ và hoan hỷ trong nghe pháp. Và một cái tông tịnh độ thứ hai tức là sanh về cõi tịnh cư. Tịnh cư thiên là cõi của những vị A Na Hàm, tức là cõi thánh. Ở đó không có phàm nhân mà toàn là cõi thánh. Và thứ ba là cõi cực lạc của Đức A Di Đà, và ba cõi đó gọi là tịnh độ tam tông. Thì thưa quý vị, đó là quan điểm của Phật giáo Bắc truyền. Nhưng mà riêng ở trong Tam Tạng Pali đó, thì nói rằng trong 31 cõi đó, thì thưa quý vị, có một cõi mà không có phàm nhân, không có phàm nhân. Cõi đó chỉ có bậc thánh thôi, mà bậc thánh là bậc thánh thánh tam quả. Đó là cõi ngũ tình cư, vô phiền vô nhiệt, thiện kiến thiện hiện sắc cứu cánh, những cái cõi đó mà chúng ta thường được nghe đó. Ở đây thật ra chúng tôi không có đào sâu vào lý do tại sao mà có tới năm cõi ngũ tình cư, và những cõi này khác biệt nhau như thế nào. Khi mà chúng ta học về 31 cõi thì chúng ta sẽ đi sâu vào những cõi này. Và có một cái điểm rất là thú vị khi mà Đức Phật này dạy về năm cái bậc thánh A-la-hán,
các đại sanh như thế nào ở các trong các cõi tình cư. Ở đây chúng ta chỉ nói rằng khi mà tu tập á, thì ngũ quyền hay là ngũ lực, tức là tính tấn niệm định huệ, và tính tấn niệm định huệ, cái nào mạnh cái nào yếu nó tạo nên sự khác biệt, và lúc đó thì nó mới chúng ta mới thấy được có sự khác biệt trong trong những cái căn, những cái quyền đó. Ngũ tình cư đó là một cõi không có phàm nhân, chỉ có các bậc thánh, và ngũ tình cư có những cái đặc biệt. Ở trong những cái đặc biệt đó là ở trong bất cứ thời điểm nào, bởi vì chư vị ngũ tình cư là một cõi cao nhất của là một cõi cao của cõi sắc giới, sắc giới ngũ thiền theo Thắng Pháp Tạng, hay sắc giới tứ thiền theo kinh Tạng đó, thì cái tuổi thọ các ngài rất là cao, nhiều kiếp trái đất. Thì thưa quý vị, những cõi này gồm có những bậc thánh, và những bậc thánh này là đệ tử của các vị Phật ở trong quá khứ. Và ở đây chúng ta có con số gọi là thất Phật, là bảy vị Phật. Và như hiện nay đó, như hiện nay đó thì có những cái đệ tử của chư Phật như là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật tức là Đức Phật Gautama, rồi Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật Kassapa, Đức Phật Sikhi, Đức Phật Câu Đà Hàm Mâu Ni, Đức Phật Tỳ Bà Thi, Đức Phật Quý Bà Si chẳng hạn. Thì con số 7 đó, con số rất là đặc biệt. Dạ, con số 7 đó đặc biệt. Là quý vị nghe trong Phật giáo Bắc truyền có câu gọi là thất Phật, diệt tội chân ngôn. Và ở trong Tam Tạng Pali cũng đề cập thất Phật. Nhưng mà Tăng Bảo, Tăng Bảo là đệ tử của chư Phật còn tồn tại cho đến ngày hôm nay, do cũng từ một cái ý niệm rằng ở cõi ngũ tình cư là có đệ tử của chư Phật trong quá khứ. Và như chúng ta nghe câu chuyện của Phạm Thiên Khatikara, và Khatikara là vị Phạm Thiên chứng Anaham vào thời Đức Phật Ca Diếp chẳng hạn, thì chư vị Phạm Thiên ở cõi ngũ tình cư các ngài cũng có một số những cái vai trò mặc dù không có nổi bật lắm, ngoài cái sự tồn tại liên tục của Tăng Bảo, gọi là thường trụ Tăng Bảo đó, thì thưa quý vị, ở trong sớ giải cũng nói rằng trước khi một vị tòa Phật toàn giác ra đời đó, thì chư vị Phạm Thiên ở cõi ngũ tình cư đó, có một số những cái can thiệp hay những cái dự phần vào. Ví dụ như là cũng trong sớ giải nói rằng Bà La Môn giáo hay là Ấn giáo, họ không có đủ trình độ để hiểu và để biết về 32 đại trưởng phu tướng. Mà 32 đại trưởng phu tướng được đưa vào trong kinh Phệ Đà là do các vị thánh A-na-hàm ở cõi ngũ tình cư. Và các vị này đã đưa vào trong kinh Phệ Đà, khiến cho về sau này các vị Bà La Môn giáo gọi là Bát Lãm Kinh Phệ Đà đó, thì luôn luôn dựa trên chỗ để làm cơ sở xem tướng. Và khi Đức Thế Tôn ngài rời bỏ Ca Tỳ La Vệ để trở thành một vị Sa Môn, từ bỏ hoàng cung Sa Môn, thì cái vị mà cúng dường cái bộ y cho ngài xuất gia đó là Phạm Thiên Khatikara, một cái người bạn mà trong quá khứ chúng ta nghe câu chuyện Khatikara và Chotipala ở trong kinh Khatikara, và chúng ta cũng sẽ học trở lại về kinh sau này đó. Thì nhiều nhiều câu chuyện nói về các bậc thánh A-na-hàm, mặc dù các ngài sống ở cõi tình cư thiên là chỉ còn có cái điểm sau cùng là giác ngộ thôi, nhưng mà các ngài thực sự là có dự vào ở trong những cái việc mà ra đời của chư Phật toàn giác, và trong công việc hoàn hóa của chư Phật toàn giác. Và điểm nổi bật là thông thường các vị A-na-hàm tương đối về điểm này thì chúng tôi cũng phải nói thêm rằng các bậc thánh thấp như là Tu Đà Huân, Tu Đà Hàm hay là A-na-hàm thì các ngài có nhiều cái
có nhiều cái quan tâm để lo cho những việc thí dụ như là chúng ta thấy hình ảnh của tôn giả Ananda mà đa đoan với cái việc sắp xếp những vị cư sĩ đến gặp Đức Thế Tôn như thế nào, và những công việc thích hợp buổi sáng làm gì cho Đức Thế Tôn, buổi trưa làm gì, hay là cầu xin Đức Phật cho các vị tỳ kheo ni tu tập chẳng hạn. Thì thật ra cái tâm thái đó nó khó có thể là một tâm thái của một vị A-la-hán. Và vị A-la-hán thì các ngài không quan tâm việc nhiều. Chúng tôi lấy ví dụ như ở trong chùa đó, mà chư tăng mà chuyên tu thì ít có thể lo quán xuyến những cái việc như là nhà bếp, hay là lo chuyện quét dọn, hay là coi chuyện chỉnh trang. Những vị mà lo chuyện chỉnh trang, kiếm thiết, xây cất là thường cư sĩ Phật tử, hay là những vị sư mà đặc biệt không có tu thiền nhiều, thì các vị đó có thể lo cái chuyện này chuyện kia nhiều. Không hẳn hoàn toàn là như vậy, nhưng mà đa phần là các vị thánh tam quả, nhị quả và sơ quả như thánh Tu Đà Huần thì các ngài lại lo rất nhiều về những cái công việc hộ pháp. Lấy ví dụ như là vua Bình Sa Vương hay ông Cấp Cô Độc và các cái vị thánh A Na Hàm ở cõi trời Tịnh Cư Thiên cũng vậy. Các ngài cũng đặc biệt là lo nhiều cái việc Phật sự. Chúng ta nói đúng nghĩa Phật sự là Phật sự. Bây giờ thì cái gì chúng ta gọi là Phật sự hết. Nhưng mà thật ra ngày xưa đó thì ở trong kinh điển chữ Phật sự là một chữ rất là lớn và rất là quan trọng. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ nói sang tứ quả là các vị A-la-hán. Và các vị A-la-hán ở đây có sự khác biệt rất lớn giữa các vị khi gọi là A-la-hán nghĩa là ứng cúng. Ứng cúng ở đây mang hàm hai nghĩa. Ứng cúng là bậc xứng đáng được cúng dường bởi vì các ngài hoàn toàn thanh tịnh. Hoàn toàn thanh tịnh có nghĩa là đoạn tận phiền não. Các ngài không còn có bất cứ kiết sử nào hết. Dù là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân, sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật của mình. Các ngài không còn kiết sử nào. Nhưng mà trong trường hợp của chư vị A-la-hán thì có ba bậc là bậc toàn giác, độc giác, thinh văn giác. Tiên Phật đồng giác, ngài có hai điểm mà chư Phật độc giác và thinh văn giác không có sánh mặt được, là các ngài tự thân giác ngộ, tự mình giác ngộ. Khi Đức Thế Tôn thành đạo với cội Bồ Đề đó, là không có phải là do một vị thầy nào dạy cho ngài, mà đạo quả đó là do ngài tự chứng lấy. Trước đó ngài có đến với hai vị thầy đó chỉ nói về vô sở hữu và phi tưởng phi tưởng về thiền chứng thôi. Nhưng mà giáo pháp mà về trung đạo, giáo pháp về duyên khởi, về tuệ giải thoát thì nói cách khác là trên phương diện người định học thì tương đối là hai vị thầy Alara và Uddaka thì có giới thiệu đến ngài, nhưng mà ngài không thấy đó là cứu cảnh. Và chính Đức Thế Tôn ngài thành đạo là tự thân giác ngộ, không thầy chỉ dạy. Rồi ngoài cái việc tự mình giác ngộ, tự mình chứng ngộ thì các ngài còn có một điểm khác mà những vị khác không có được, đó là thiết lập ngôi nhà giáo pháp. Chúng ta nên biết một điều rằng những nhà gọi là phát minh đó, tức là người ta chưa biết mà mình tìm tòi để mà gọi là phát kiến, phát minh đó, là một chuyện không dễ. Dạ, không dễ. Bây giờ thì chúng ta nói về cái sự khúc của trái đất. Nhưng mà để nghĩ ra ý kiến đó như Newton, khi mà trái táo rụng xuống, từ trên cây xuống và từ chỗ đó nói đến một cái định lý về hấp lực của trái đất thì quả thật đó là người đầu tiên suy nghĩ ra chuyện đó, và những người khác là những người đi sau. Bây giờ chúng ta nói đến một cái chuyện khác, đó là có những người rất là giỏi
nhưng mà họ không giải được, không giải được. Cái chuyện mình học giỏi là một chuyện mà dạy là một chuyện. Chúng ta thường nhầm lẫn hai điểm này. Chúng tôi biết rằng có nhiều vị rất là kiến thức rất là sâu khi mình đàm luận về việc gì đó, nhưng mà vị đó khi mà dạy đó thì rất là khó hiểu và không thể dạy như một giáo trình được. Nói một vài câu thì được, nói một vài điểm thì các vị nói rất là hay, nhưng mà dạy thì không được. Bởi vì trong ngành giáo dục đó, người ta có ngành gọi là sư phạm. Dạ, sư phạm tức là một cái vị mà học có kiến thức là một lẽ, nhưng phải được đào tạo về sư phạm, tức là phải đào tạo về cách giảng dạy. Ngay cả tôn giả Xá Lợi Phất đó, là một bậc thượng trí, một bậc thượng trí, mà có thể nói rằng sau Đức Thế Tôn là tôn giả, là vị có cái tư cách, có đủ thẩm quyền để vận chuyển pháp luật, vận dụng mới sao chánh pháp. Nhưng mà không có Đức Thế Tôn, không có giáo pháp mà Đức Thế Tôn thiết lập thì tôn giả Xá Lợi Phất cũng không thể, dạ, không thể. Mặc dù là một bậc thượng trí như vậy, nhưng mà không thể nào xây dựng một kiến tạo ngôi nhà chánh pháp. Khi nào mà chúng ta đọc ở trong kinh về Đức Thế Tôn, Ngài đã chuyển pháp luân như thế nào, Ngài đã dạy cho bốn chúng đệ tử tu tập như thế nào, Ngài đã ban hành giới luật như thế nào, Ngài đã trình bày chánh pháp như thế nào, thì việc đó không đơn giản. Chúng tôi lấy một ví dụ như vậy. Cũng cùng sống trong một thành phố, nhưng mà nếu có người xa đi đến, họ nhờ mình hướng dẫn đi, thì có những người họ hướng dẫn là có mạch lạc, bây giờ đi thăm chỗ này trước, rồi đi thăm chỗ kia, chỗ nọ. Họ có một cái trình tự là chỗ nào lên trước, lên sau, chỗ đáng đi thăm. Cũng có người khác cũng có thể biết rất nhiều, nhưng bảo dẫn họ đi thăm thì họ biết ở đâu. Bây giờ nhiều quá biết thăm chỗ nào. Dạ. Cái chuyện hướng dẫn nó khác. Chúng tôi có quen với một vài vị rất giỏi về computer, giỏi lắm, có thể sửa computer này kia, nhưng bảo hướng dẫn người khác thì hướng dẫn không được. Trái lại có những vị không giỏi computer nhưng mà hướng dẫn người khác đã học được. Bởi vì hồi sư trưởng còn sống, sư trưởng có nói là khi mình học, mà học với vị nào mà tốc trí, tức là trí tuệ rất là nhanh, rất là bén nhạy đó, học nó khó hơn là những vị mà học chậm. Ở đây chúng tôi nói thì có thể là làm từ đó tùy sự biết lòng, nhưng mà nói thật, ví dụ như là quý vị học học về những cái môn như Pali với thiền tọa tự siêu, học thắng pháp đó, có nhiều khi thiền tọa nói ít quá giống như nói nó không thấm vậy đó. Mà thiền tọa nói nhiều quá thì quý vị theo không kịp. Rồi có đôi khi sư trưởng mà sư trưởng dạy nói mà gặp tí ông cái thông sư trưởng nói rất là nhiều. Dĩ nhiên là việc đó nó không phải là không tốt đâu, nhưng mà khi mà mình muốn trình bày cho nó tới nơi tới chốn thì đâm ra đôi khi mình mới học nó hơi khó. Đó là lý do sư trưởng nói rằng khi mình học với những vị mà như là ngài Tịnh Sư chẳng hạn, ngài Tịnh Sư thứ vị, cái số người mà ngài dạy về hiểu về diệu pháp không có nhiều như là các vị đệ tử khác. Và chúng tôi biết có nhiều vị mà không có giỏi lắm, không có giỏi như ngài Tịnh Sư đâu, học trò mấy bậc á, nhưng mà lại có nhiều người học được. Tại sao dạy chậm hơn? Thành ra cái chuyện mà biết là một lẽ nhưng mà dạy là một lẽ khác. Thì ở đây á, chúng tôi muốn nói rằng chư Phật toàn giác đã các ngài có hai cái khả năng mà gọi là siêu việt. Một á, là tự mình giác ngộ, và thứ hai là có khả năng thiết lập ngôi nhà giáo pháp. Thiết lập ngôi nhà giáo pháp là một cái chuyện lớn không có nhỏ. Cái vị thứ hai đó là vị Phật độc giác, thì vị này có một điều ưu việt á, là có khả năng tự mình giác ngộ. Nhưng mà các vị này lại không đủ duyên, không có đủ khả năng để thiết lập ngôi nhà giáo pháp. Quý vị biết rằng
Không phải tự nhiên mà Đức Phật độ được Ngài Xá Lợi Phất hay Ngài Bục Hiền Liên, không phải độ được Ngài Cách Sa Bá đâu, không phải vậy đâu. Mà là do Ngài đã tạo nhiều cái thiện duyên trong quá khứ. Cái việc mà Đức Phật Ngài cho chúng sanh bằng bốn pháp là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, ở trong vô lượng kiếp thì nhiều lắm, kể không hết. Mà do vậy lúc này, ở trong kiếp này khi Ngài thuyết pháp á, Ngài thuyết pháp chúng sanh mở lòng ra nghe. Mà chẳng những như vậy đó mà Đức Phật Ngài còn có thể xây dựng cả một cái ngôi nhà giáo pháp. Chư Phật độc giác thì không có được cái công hạnh đó. Các ngài giác ngộ, và giác ngộ một rất là cao siêu, nhưng mà để quản diễn, để độ chúng, để thiết lập pháp bảo và tăng bảo, thì các ngài không có làm được như chư Phật toàn giác. Chư Phật độc giác chỉ có một cái điều kiện mà thù thắng là tự thân giác ngộ. Thật ra thì trong kinh chữ Hán gọi chư Phật độc giác gọi là duyên giác. Cái chữ này thì không có nằm trong kinh Tạng, mà đây là một chữ dịch hơi hơi xa. Chỉ dịch hơi xa đó là cái vị dịch từ chữ bách chê cá. Bách chê cá, chữ bách chê cá đó chữ bích chi tức là Phật độc giác, và chữ bát chê cá đó là được xem như là vì hiểu được cái là tự mình giác ngộ, hiểu được cái lý duyên khởi. Nhưng mà giáo lý duyên khởi được thấy bởi chư Phật toàn giác lúc thành đạo và chư Phật độc giác. Nhưng mà các vị này giác ngộ nhưng mà không có tự mình giác ngộ được, nhưng mà không có quản diễn được điều đó. Và chúng ta gọi là chư Phật bát chê cá. Cái chữ bát chê cá mà dịch là duyên giác, rồi sau này chúng ta diễn là vị đó giác ngộ nhờ thập nhị nhân duyên á, chỉ nhờ tự nhiên. Như là ở bên Phật giáo Bắc truyền nói rằng thinh văn thì giác ngộ tứ đế, duyên giác giác ngộ thập nhị nhân duyên, thì quý vị nhớ rằng cái khái niệm đó không có trong Tam Tạng Pali. Thập nhị nhân duyên đó, giáo lý duyên khởi đó là một giáo lý lớn mà chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác, chư Phật thinh văn đều giác ngộ hết. Cái câu mà chúng ta nói pháp gì do duyên mà sanh cũng do duyên mà diệt đó, thì cái câu mà nói pháp gì do duyên mà sanh do duyên mà diệt đó, nó chỉ chung cho sự giác ngộ dựa trên giáo lý duyên khởi. Đây là một cái gì rất là khó hiểu. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là chúng ta mua một cái iPhone, một cái iPhone 11 chẳng hạn. Chúng ta mua iPhone 11 mà không mua iPhone 10, không mua iPhone 8, iPhone 7. Tại vì iPhone 11 có những cái đặc điểm ưu việt vượt khỏi iPhone 10. Thì những đặc điểm đó khiến cho iPhone 11 trở nên đặc biệt. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng khi người ta ra iPhone 12 rồi, thì cũng chính những cái đặc biệt của iPhone 11 đó khiến cho nó lỗi thời, khiến cho nó thấp hơn iPhone 12. Tức là chúng ta thấy rằng nó được cũng là do những điều đó, mà không được cũng do những điều đó. Người ta nói rằng mình chế chiếc xe rất là bền, có thể chạy 200.000 mai, 300.000 cây số. Nhưng mà cũng 200.000, 300.000 cây số đó nó cũng đồng nghĩa đến là nó giới hạn trong 300.000 cây số, không thể quá 300.000 cây số. Thì như vậy cái được và cái không được nó tùy theo cách nhìn thôi. Tất cả chư pháp sanh lên nó đều có một cái quyết định tánh về cái giới hạn của nó. Mình sanh ra làm người
Thì trong cái sự sanh làm người đó, nó cho chúng ta sống được 100 năm. Thì sống được 100 năm hay là sống chỉ 100 năm, rồi sau cái chỉ 100 năm, hết 100 năm thì mình chết. Thì như vậy, trong bất cứ một cái quyết định tính, trong bất cứ hạng cuộc nào, thì nó đều có hai mặt, cái được và cái bị. Dài như vậy cũng nghĩa là ngắn như vậy, nhiều như vậy cũng nghĩa là ít như vậy. Thành ra một cái vị mà giác ngộ thì vị chư Phật đều là toàn giác, độc giác hay thinh văn giác đều thấy rõ là pháp nào do duyên mà sanh thì cũng do duyên mà diệt. Dạ, đó là một điều rất là rõ ràng. Thành ra cái chữ mà bắt chia các bút khác chỉ đơn thuần nên hiểu là những vị đó tự mình giác ngộ nhưng mà không có khả năng chuyển hóa. Chứ vị thinh văn giác đó, thì đa dạng. Tất cả chư vị thinh văn giác đều được trưởng thành do sự khai thị của chư Phật toàn giác. Thí dụ như có những người gặp Đức Thế Tôn mà nghe Đức Thế Tôn khai thị giác ngộ như Ngài Ba Hy Giá cũng gọi là một vị thinh văn giác. Có những người không do Đức Thế Tôn trực tiếp truyền dạy mà nghe lại đệ tử Đức Thế Tôn, thí dụ như Ngài Mục Kiền Liên, Ngài không có được khai thị trực tiếp từ Đức Phật mà Ngài nghe lại cái lời của Tôn giả Sách Lợi Phất nói, và Tôn giả Sách Lợi Phất nghe lại của Ngài A Sa Chí nói. Ngài A Sa Chí là vị được Đức Phật khai tông, nhưng mà điều đó không có nghĩa là Tôn giả Mục Kiền Liên không phải là đệ tử Phật. Bởi vì sao vậy? Câu các pháp do duyên mà sanh cũng do duyên mà diệt mà Tôn giả Mục Kiền Liên lúc bấy giờ được nghe lại từ Tôn giả Sa Lợi Phất còn là vị cư sĩ đó. Tôn giả nghe lại Ngã Sĩ Chí tuy là nghe lại nhưng mà vẫn nằm ở trong giáo pháp của Đức Phật. Tại là chỉ thinh văn ở đây gọi là Sa Vác Cá, là Sa Vác Cá là người lắng nghe, người biết nghe, người giác ngộ nhờ nghe, giác ngộ nhờ học. Và cái học này có thể là gián tiếp hoặc là trực tiếp, chứ không có nghĩa là học trừ Đức Phật mới là thinh văn. Nhưng ngày hôm nay chúng ta ngồi đây trong podcast này nghe pháp thì không phải là quý vị nghe pháp của Thượng Tọa Tự Siêu, Thượng Tọa Tự Quyền vân vân, mà các vị Thượng Tọa Tự Siêu, Thượng Tọa Tự Quyền cũng là vị nói lại, chuyển đạt lại. Và khi mà chúng ta tu tập á, thì chúng ta tu tập ở trong cái ngôi nhà giáo pháp của Đức Phật. Rồi nếu chúng ta có thành tựu thì tất cả chúng ta đều là bậc thinh văn. Thì bây giờ thị trưởng á, có đưa ra một cái thí dụ là ở trong đời này có những người khát nước, tự đi tìm nước uống, đi chỗ này chỗ kia tự đi tìm, đến khi một cái hồ không cái giếng gì đó tìm được nước uống xong hết khát, vị này còn mang về cho người khác cùng uống. Cái này được ví dụ cho chư Phật toàn giác. Có những vị khát nước đi tìm nước uống nhưng mà vì lý do gì đó không có khả năng mang về cho người khác, mà cũng không có khả năng chỉ được gì cả, chỉ cho chư Phật độc giác. Có những vị không có khả năng đi tìm, như là sợ đi vào rừng hay là không có khả năng đi, nhưng mà có những vị khác đi và chỉ cho biết phải đi thế nào, phải đi theo những bước nào và cách nào đến nó lấy nước. Thì có vị mang về được, có vị không mang về được, thì chỉ trưng cho văn giác. Nhưng mà cả ba vị độc giác, cả ba vị toàn giác, độc giác, thinh văn giác đều giống nhau ở một điểm, đó là đều hết khát nước, đều chứng đạt quả vị giác ngộ. Chỉ có cái là có những vị tự mình đi, hay hoặc giả là có khả năng mang về cho người khác, hay có hẳn chỉ dẫn những người khác cùng đi tìm nước. Việc này nó có trong thế gian, ở trong thế gian này thì nó đủ trình độ, đủ cái giai tầng, thì riêng về ba bậc như vậy. Và thưa quý vị, chư vị A-la-hán đó, tứ quả thì cũng có chia làm bốn bậc. Ở đây thì
chúng ta nói là các vị A La Hán kinh văn. Sau khi nói với các A La Hán kinh văn thì chúng ta sẽ nói đến chư vị độc giác và toàn giác đối với những điểm này. Và mặc dù nêu ra bốn nhưng mà chúng ta phải bắt đầu từ bậc thứ tư trước là A La Hán nhất minh. A La Hán nhất minh đó là vị A La Hán thành tựu tuệ giác, thấy rõ cái gì là khổ, nhân sinh khổ, gì là khổ và con đường gì là khổ. Và khi vị này chứng quả đó, như vậy là do tuệ giác, như trường hợp tôn giả A-sa-chí chẳng hạn, thì gọi là nhất minh. Sở dĩ gọi là nhất minh là bởi vì chỉ thành tựu tuệ giác mà không có thành tựu thiền chứng, và không thành tựu thiền chứng và không có cái trình độ gọi là cái tâm thuộc của thiền sắc và thiền vô sắc. Đơn giản là đoạn tận phiền não. Một vị khác từ số 4 chúng ta nhảy tới là số 1 là vị Tam Minh. Tại vì nói 1 thì phải nói đến 3 và Tam Minh. Thì cái vị Tam Minh ấy, là một vị chứng đắc đạo chứng quả mà thứ nhất là do cái niệm lực nó đủ chín mùi, đủ rất mạnh. Mạnh đến nỗi mà các vị có khả năng nhớ biết về quá khứ rất xa và rất chi tiết. Mà trong kinh gọi là túc mạng minh. Giống như Đức Thế Tôn ở trong ba canh đó, canh đầu tiên, ngài trụ sâu vào trong chánh niệm, quá khứ trở thành một bức tranh rõ nét, như một người có mắt và có đèn sáng đứng trước một bức tranh. Chúng tôi nhớ có lần chúng tôi xem một bức tranh có hơn 10.000 người ở tại Bắc Kinh đó. Họ có bức tranh vẽ li chi cả 10.000 người một công trình. Thì nhìn bức tranh đó chúng tôi nhớ đến trường hợp ở trong kinh mô tả chư vị mà chứng túc mạng minh có thể nhớ biết tiếp quá khứ, sanh ra ở đâu, tên gì, họ gì, cha là ai, mẹ là ai, ở trong giai cấp nào, sở hành nào. Thì thưa quý vị, cái khả năng mà nhớ biết quá khứ là túc mạng minh. Từ túc mạng minh ấy, các vị là chứng một cái minh thứ hai gọi là sanh tử minh. Sanh tử minh là thấy được những cái liên hệ đầu mối giữa nhân và quả. Ở kiếp này mình sanh ra làm chúng sanh này là do cái nghiệp nào, do cái nhân nào sanh chúng sanh này, tức là thấy được cái nhân quả, năng duyên, sở duyên ở trong cái thế giới trùng trùng điệp điệp đó, thì cái đó gọi là sanh tử minh. Và do thấy nhân quả như vậy đó, các vị mới thấy rõ đâu là khổ, đâu là nhân sanh khổ, đâu chỉ khổ, đâu là con đường chỉ khổ. Thành ra cái này gọi là lậu tận minh. Thì cái lậu tận minh của một vị chứng tam minh á, là nó dựa trên sanh tử minh và dựa trên túc mạng minh. Khi mà cái lậu tận minh mà dựa trên, tức là sự giác ngộ về sự khổ, nhân sanh khổ, sự gì khổ, con đường sự gì khổ, mà nó dựa trên sanh tử minh và túc mạng minh á, thì nó khác với một vị mà chỉ thành tựu hiểu về tứ đế do thấy một cái giọt nước rơi xuống mà thấy sự tan biến mà đắc đạo chứng quả. Về điểm này thì thứ vị chúng tôi tạm thí dụ thôi nha, chúng tôi tạm quý vị đừng hiểu quá sâu vào việc này. Chúng tôi nói xin lỗi là nếu chúng tôi nói mà có hiểu thí dụ hơi sai là quý vị qua khi suy nghĩ kỹ lại là có những người họ có một cái giọng hát rất tốt và do một người khác chỉ cho họ đó, họ hát rất là tốt nhưng mà không hẳn là họ biết về nhạc lý. Quý vị biết là có nhiều ca sĩ nổi danh họ hát ngọt ngào và nhiều người ái mộ nhưng mà họ không giỏi về nhạc lý. Có những vị họ hát hay nhưng mà họ nắm vững về nhạc lý là một chuyện khác. Chúng tôi tạm ví dụ là chư vị A-la-hán mà nhất minh thì giống như vị hát hay nhưng mà không có nắm vững về nhạc lý, và chư vị tam minh thì giống như vị
hát hay rồi nhưng mà nắm về nhạc lý. Chúng tôi tạm ví dụ như vậy, nó gần gần để quý vị có thể thấy được. Và có một vị khác gọi là A-la-hán lục thông. Dạ, A-la-hán lục thông tức là chưa bị A-la-hán mà có thiền chứng, mà đồng thời có những năng lực siêu nhiên. Chúng ta nhớ rằng ngũ thông như là thiên nhãn, thiên nhĩ, hay là biến hóa thông, hay là tha tâm thông, vân vân, thì cái, những cái năng lực siêu nhiên này đó, nó là do sự tu luyện từ cái trạng thái ngũ thiền hay của Thắng Pháp Tạng hay là tứ thiền của Kinh Tạng. Dạ. Thì các vị này thành tựu một là tuệ giải thoát, tức là đoạn tận ở trong ngũ, ở trong lục thông á, thì có cái gọi là lậu tận thông, và năm cái thông kia đó là cái kết tinh của cái gọi là tâm giải thoát. Tâm giải thoát và tuệ giải thoát thành tựu viên mãn, nhưng mà trong cái sự thành tựu viên mãn nó tạo ra những cái phó sản, những phó sản như là thiên nhãn, thiên nhĩ, vân vân, thì những vị này là ưu việt. Chúng ta thường nghe và hiểu lầm á, là ai mà thành vị A La Hán đều có thần thông hết, không phải vậy. Dạ. Đặc biệt là trong khóa của Phật giáo Trung Hoa, như chúng ta nghe chuyện Tế Điên Thăng Tăng hay là nhiều vị khác á, Sa La Hán có những hiện tượng kỳ lạ, có thể làm việc này làm việc kia, thần thông biến hóa, thì ở trong kinh Phật thì chỉ có những vị A La Hán chứng ngũ thông á, thì mới có cái mới có những cái năng lực siêu nhiên như thiên nhãn, thiên nhĩ, vân vân. Quý vị quan hệ chơi chúng tôi một chút nhé. Bây giờ đến cái gọi là chư vị A La Hán tuệ phân tích. Tuệ phân tích ở đây có đôi khi gọi là tuệ đạt thông. Về tuệ phân tích này thì thưa quý vị, các vị có bốn cái là hiểu về pháp, hiểu về nghĩa, hiểu về ngôn từ. Tức là lão luyện ở trong pháp, lão luyện ở trong ý nghĩa, lão luyện ở trong ngôn từ, và lão luyện ở trong lý luận. Dạ, ở trong lý luận. Thì ở đây là cảnh giới của những vị mà có cái khả năng chia sẻ phân tích. Và trong cái sự chia sẻ phân tích này đó, thì các vị phải giỏi cả bốn thứ, là về ngôn ngữ, ý nghĩa, từ vựng và lý luận. Thì ở đây như trường hợp Tôn giả Xá Lợi Phất. Dạ, Tôn giả Xá Lợi Phất, ngài là một vị ngài có lục thông đó, nhưng mà cái nổi trội của ngài Tuệ Phật hay là Tôn giả Maha Kuthita mà chúng ta nghe ở trong kinh Đại Kinh Phương Quảng đó, ngài là đệ nhất về tuệ phân tích. Lấy một ví dụ là Đức Phật, ngài ra đời cách ngài sử dụng từ vựng không có sai chạy, dùng rất là rõ ràng. Dạ. Khi mà ngài nói rằng Chedanang Pikkhave Kamang Vadami, này các tỳ kheo, Như Lai tuyên bố rằng chính cái chủ tâm tạo tác hay Chetana đó chính là nghiệp, thì thưa quý vị, trong câu Phật ngôn đó có hàm ý về nghĩa, về pháp, về ngôn ngữ và về lập luận. Dạ. Về nghĩa tức ngài nói về về pháp là ngài nói về nghiệp, về nghĩa là ngài nói ý nghĩa của sự tạo tác, về ngôn ngữ là ngài dùng đích xác cái chữ Chetana là tư tâm sở. Dạ. Và tức là về thuộc tánh tư hay sự chủ tâm trong một cái hành động, mà cái chủ tâm nó quan trọng nhất. Dạ. Cái chủ tâm tức là như chúng ta nói rằng ở trong một cái công ty rất lớn nhãn bôi, thì cái người chịu trách nhiệm tối hậu tạo ra là những vị CEO, là Chief Executive Officer,
được là những vị mà CEO là chịu trách nhiệm, chính những CEO là chịu trách nhiệm. Thì một câu đơn giản thôi, Chaitanyam Bhikkhave Kammapadami, nếu mà không có đủ tuệ phân tích thì các ngài không có nói được câu đó. Tại vì sao? Tại vì ví dụ bình thường mình đi chùa, mình thấy cái đó là hay, mình không biết tại sao hay, dở tại sao dở. Nhưng mà cái hay cái dở nó đến từ từ ai? Ai là nhiều người chịu trách nhiệm với chuyện đó? Thì chúng ta cũng phải thấy rõ về chuyện đó. Nên một vị mà không có tuệ phân tích đó, thì không thể nào tuyên lưu giáo pháp, không thể nào kiến lập ngôi nhà giáo pháp. Và dĩ nhiên là chúng ta nói rằng chư vị Phật độc giác á, thì không có các ngài có thể hiểu rõ về nghĩa về pháp, cũng chưa chắc là hiểu rõ về ý nghĩa hoàn toàn. Nhưng mà các ngài không có cái từ bô ngài giải, biện bô ngài giải, tức là về ngôn ngữ và về lý luận. Và do vậy các ngài không thể hoàn pháp được. Mà cái tuệ phân tích này chỉ có ở chư Phật toàn giác và chư vị thanh văn giác. Thì ở đây đó, bỏ ngoại trừ cái nhất minh ra, nhất minh chúng ta không kể, nhưng mà tam minh, lục thông và tuệ phân tích thì tất cả chư Phật toàn giác đều có. Tất cả chư Phật toàn giác đều chứng tam minh, đều có lục thông và đều tuệ phân tích, trở nên rất là ưu việt. Và về điểm này đó thì chúng ta không có đi xa, tại vì đi xa quá đó thì khi chúng ta lạc đề đi, chúng ta chỉ có thể nói ở cái chương mục như vậy. Chúng ta nhắc lại một lần nữa rằng bốn đạo bốn quả, và hôm nay chúng ta nói về bốn tâm quả siêu thế đó, thì bốn quả đó có những cái trọng điểm mà chúng ta phải nhớ. Đây là bốn sự thành tựu cao nhất của sa môn hạnh. Nếu mà nói về sa môn quả thì phải nói là bốn quả này là sa môn quả. Đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Và bốn quả này cũng cho chúng ta biết rất nhiều về những sự dây trói buộc và kiết sử. Bốn quả này cũng cho chúng ta biết một phần nào đó, tuy là rất nhỏ nhưng rất quan trọng, về cái hành trạng của chư vị thánh nhân. Bốn đạo bốn quả này cũng cho chúng ta biết rất nhiều về cái ảnh hưởng của giới định tuệ đối với giác ngộ giải thoát. Thật ra thì một điểm mà khiến cho Tam Tạng Pali mà không có đi sâu vào chư Phật và chư Bồ Tát trên phương diện cá nhân. Dạ, chúng tôi lấy ví dụ là Phật giáo Đại Thừa thì nói rằng vị Đức Quán Thế Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thường Bất Khinh Bồ Tát, vị này vị kia, chư Phật Tỳ Lô Giá Na, chư Phật A Di Đà, Phật Dược Sư Lưu Ly Quang, Phật chẳng hạn. Bởi vì ở trong kinh điển Phật giáo Đại Thừa thì người Phật giáo Phật tử Đại Thừa không có đào sâu và bốn đạo bốn quả. Dạ. Riêng về Tam Tạng Pali thì thứ gì bốn đạo bốn quả được đào sâu. Dạ. Thật ra ở trong Tam Tạng Pali thì không nói đến cá nhân của từng vị, mà nói đến cái hành trình của chư vị thánh nhiều. Và một người học Tam Tạng Pali phải chú ý những điểm này. Ngày hôm nay chúng tôi nói về tâm quả, thực ra chúng tôi nói điều này đại khái lắm, đại lực không có nhiều. Khi chúng ta đi sâu vào 12 hạng người, khi mà chúng ta đi sâu vào các cõi, và khi chúng ta đi sâu vào nghiệp, người cõi nghiệp đó, thì chúng ta sẽ trở lại và nhìn thấy rõ về cái phàm nhân và thánh. Bởi vì ở trong kinh có nói đến giả vô văn phàm phu, tức là người phàm mà không nghe được chánh pháp. Rồi có những người đệ tử Phật mà có học có hiểu, và đồng thời có những bậc thánh có chứng. Có học có hiểu có chứng đó, thì chỉ có các vị thánh mới gọi là có học có hiểu có chứng. Thì ở đây tương đối là một bài học rất là tế nhị. Trong phần ngữ và nghĩa hôm nay thì chúng tôi nhắc cái chữ là
ở trong bốn đạo bốn quả đó, thì từ sơ đạo, rồi sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả và tứ đạo đó, thì gọi là bậc hữu học. Chỉ xét khác, chỉ xét khác nghĩa là tu tập. Xét khác tức là bậc còn tu tập, còn có giai đoạn đi tới. Thì chúng tôi nói có thêm miễn cưỡng là bị tứ đạo, thì ngay sau sáng là tứ đạo, tứ quả khởi lên thì gọi là còn phải tu tập đó, thì không biết còn cái gì, tự nhiên đến thôi. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng tứ đạo vẫn chưa có hoàn tất đó, thì nó vẫn kể trong các vị hữu học. Và asekha là những vị không còn phải tiếp tục tu tập nữa, không còn có cái giai đoạn phải đi đến nữa. Nhưng mà ở trong tiếng Việt Nam chúng ta có cái khổ là cái chữ hữu học là người có học đó, thì nó cao hơn người vô học. Chữ vô học của chúng ta chịu thì chúng ta hiểu là vô giáo dục, hay là vì không có học, hay là thiếu học, thiếu học thức chẳng hạn. Thì chúng tôi không có thích chữ này lắm. Và nói thì nó rất là gọn, và thật ra ở trong tình trạng thì chúng ta tùy thôi, tùy theo ví dụ mình quen ở trong cái bối cảnh Phật giáo thì chúng ta nghe hữu học là vô học thì cũng tạm hiểu đi. Nhưng mà đối với thường thức ở bên ngoài thì người ta hay hiểu lầm. Một con người có học thì cao hơn người không có học. Và thành ra chúng ta hiểu chữ xét khác là bậc còn tu tập, và xét khác là bậc đã hoàn tất sự tu tập. Chúng ta hiểu như vậy, phải coi chừng cái cách dùng của ngôn ngữ ngoài đời và trong thuật ngữ Phật học. Ở riêng trong phần cẩn thận á, thì chúng tôi muốn nhắc quý vị là có những bậc như là bậc thất lai hay bậc nhất lai, đừng hiểu đó là những con số cố định, mà phải hiểu đó là tối đa. Thí dụ bậc thất lai có nghĩa là bậc tu đà huân á, thì nếu có trở lại dục giới, cảnh dục giới tối đa 7 lần, nhưng mà không có nghĩa là phải đủ 7 lần rồi mới sanh vào cõi sắc giới, vào sắc giới, không phải vậy. Có một tu đạo quần ở trong kiếp này và giác ngộ trong kiếp này như Tôn Giả Nan Đa, có những vị sanh vào cõi dục 2-3 lần rồi giác ngộ giải thoát vào cõi sắc giới như Thiên Chủ Đế Thích, như bà Quý Sa Kha Cốc Cổ Độc chẳng hạn. Do đó không nên hiểu thất lai nhất lai là con số cố định, mà chỉ nói là con số tối đa, tối đa là con số từng định chừng đó. Trong những điểm cần nhớ, chúng tôi muốn nói rằng khi mình học về tông quả siêu thế, mình nên hiểu về các bậc thánh, định nghĩa thế nào là bậc thánh, và những cái quả vị này không phải là quả vị nằm yên một chỗ, không có nghĩa là vị nào chứng thinh văn mãi mãi là thinh văn, duyên giác mãi duyên giác, độc giác mãi giác, không phải như vậy. Và như Đức Phật ở trong một cái phút giây nào đó, ngài cũng trải qua sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo rất nhanh, chớp nhoáng thôi. Và có những vị đi công đoạn hơi chậm, nhưng mà những cái thánh quả này không nằm yên một chỗ, ngoại trừ tứ quả. Tứ quả thì không có thay đổi, tức là đoạn tận phiền não. Và chúng ta cũng nhớ khi mà nói đến chữ thinh văn á, là chúng ta nói tăng bảo, và đừng bao giờ bị ảnh hưởng mà chỉ trích các bậc thinh văn hay là công kích các bậc thinh văn. Chúng ta quy y tam bảo mà chúng chỉ trích bậc thinh văn là chuyện rất là khôi hài. Nếu không muốn nói rằng chuyện đó rất là sai, chúng ta phải rất là nhớ như vậy. Bây giờ thì thưa quý vị, bài học ngày hôm nay thì hơi dài một chút, do đó bây giờ thì chúng tôi kết thúc ở tại đây, và xin được kính thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu, không biết thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tuệ Siêu còn trước máy, xin kính thỉnh thượng tọa khoan nghỉ nói cho vài lời trong bài học ngày hôm nay, rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào phần thảo luận. Một lần nữa không biết là thượng tọa Tuệ Siêu có nghe được không? Dạ, kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu.
kính Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, chúng ta vừa được nghe thượng tọa Nhất Đẳng giảng về tâm quả siêu thế bốn thứ. Thượng tọa Nhất Đẳng đã cho quý vị ăn, muốn ăn dễ nuốt, đến khi chúng tôi chia sẻ thì quý vị chịu khó nhai đã hơi khó nuốt một chút xíu. Kính thưa quý vị, cái tâm quả siêu thế là quả dị thù của tâm đạo, nhưng mà lại là quả dị thù đặc biệt. Gọi là Anantarikasmati, là vô gián tâm định. Và cái tâm quả siêu thế được tâm thiện siêu thế là tâm đạo làm duyên trợ sanh bằng cách anantara kamapachaya, là vô gián nghiệp duyên. Tuy là giống quả dị thuộc của tâm thiện siêu thế, nhưng mà quả siêu thế có điểm đặc biệt là nó vẫn là cái tâm động lực cho bên đó, có đặc tính ngang tầm với tâm đạo, không giống như là tâm quả hiện thế. Tâm quả hiện thế ví dụ như tâm quả dục giới do tâm thiện hay tâm bất thiện tạo nên, thì tâm thiện hay tâm bất thiện, dục giới, động lực, thì tâm quả siêu thế, tâm quả dục giới đó chỉ làm những cái công việc rất thụ động, đó là công việc tục sinh hữu kiếp tử, hay là công việc na cảnh móc cảnh. Tâm quả sắc giới, quả vô sắc giới của vị, nó được duyên trợ bởi cái tâm thiện dục giới, ở tâm thiện sắc giới hay thiện vô sắc giới, mặc dù nó đặc biệt hơn quả dục giới ở chỗ là thiện sắc giới, thiện vô sắc giới. Cảnh đề mục như thế nào, chi thiền như thế nào, thì cái tâm quả sắc giới, quả vô sắc giới cũng với cảnh đề mục ấy, chi thiền ấy. Chỉ có điều là tâm thiện sắc giới, thiện vô sắc giới nó là động lực, còn cái quả sắc giới, quả vô sắc giới thì đó là cái tâm tục sinh hữu kiếp và tử cho vị phạm thiên, vậy thôi.
Riêng về cái tâm quả xuất thế như chúng tôi đã nói, mặc dù là quả dị thuật của tâm đạo, nhưng mà tâm quả xu thế đó lại là cái tâm động lực. Nó ngang tầm với cái tâm đạo. Và còn được gọi là Appana Chovana, tức là động lực kiên cố. Động lực kiên cố. Nó chỉ khác là tâm đạo thì có hiệu ứng sát trừ phiền não, gọi là khát dê nha năng. Còn cái tâm quả xu thế thì không có hiệu ứng sát trừ phiền não, nhưng mà bù lại thì nó có cái hiệu ứng gọi là anuppa đê nha năng, tức là vô sanh trí. Tức là cái trí ở trong tâm quả sự thế làm cho phiền não không có, phiền não vĩnh viễn tuyệt chủng, không có tái phát, không có tái phát được. Nó chỉ khác nhau ở cái điểm đó thôi, chứ còn cái gì nó cũng có cái mãnh lực giống như tâm đạo là nhân sanh ra đó. Lại nữa, một điều mà chúng tôi muốn nhắc thêm, chỉ riêng có cái sát na liền kề với tâm đạo, sát na quả siêu thế liền kề với tâm đạo đó, thì mới là quả di thục và trợ bằng cách là vô gián nghiệp duyên. Còn về sau này, khi vị thánh hữu học hay vị thánh vô học nhập thiền quả Kalasamapati, thì tâm quả siêu thế nó tái khởi lại vô số sắc na. Nhưng mà những cái tâm quả siêu thế tái khởi đó, tái khởi lại đó, thì cái tâm quả siêu thế này không phải là do tâm đạo trợ bằng cách là dị thời nghiệp duyên hay vô gián nghiệp duyên, mà chỉ trợ bằng cách là thường cận y duyên mà thôi. Pakatopanisayapachaya. Cái điểm này nó cũng khác với cái quả hiện thế. Tâm thiện, tâm bất thiện hiện thế tạo ra tâm quả dị thời nghiệp duyên, cho dù rằng cái khoảng cách như là hiện báo nghiệp, cái khoảng cách cũng xa. Có thể một người làm phước buổi sáng tới buổi chiều mới trổ quả, hay là trong tuần lễ đó sẽ trổ quả, cách xa như vậy đó, nhưng mà vẫn còn chịu ảnh hưởng là dị thời nghiệp duyên của tâm thiện hay tâm bất thiện. Nếu một người làm ác, họ có thể bị quả báo nhận tiền, gọi là hiện báo nghiệp, ngay trong hiện tại buổi chiều hay là buổi sáng hôm sau, hoặc là trong 7 ngày. Còn nói chi là tâm bất thiện, tâm thiện hiện thế ngay trong hiện tại này, nó sẽ trợ sanh cho tâm quả hiện thế sau khi mệnh chung, gọi là sanh báo nghiệp, cũng một cách là gì, là nghiệp duyên. Cho nên khi mà chúng ta học duyên hệ đó, thì cái giữa cái vị thời nghiệp duyên với thường cận y duyên, thì hai cái duyên đó nó lại
hiệp lực cho nhau, tối hợp cho nhau. Khi mà chúng ta so sánh giữa trường hợp nghiệp quả hiện thế và nghiệp quả siêu thế, thì chúng ta sẽ rõ biết cái giá trị của tâm quả siêu thế như thế nào. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một vài điều về cái bài học ngày hôm nay. Nhưng mà những điều chúng tôi chia sẻ với quý vị là những điều khó nuốt, bởi vì khi đã quý vị đã ăn những món ăn dễ dễ nuốt mà Thượng Tọa Giác Đẳng đã trình bày, còn bây giờ thì chúng tôi cho thêm để cho quý vị biết rằng khi mà chúng ta học thắng pháp Avitamma không phải chỉ đơn thuần lý giải giống như trong kinh tạng đâu, mà chúng ta cần phải biết đến cái chiều sâu của các pháp như là đạo quả Tu Đà Quần, đạo quả Tư Đà Hàm, đạo quả A La Hàm, đạo quả A La Hán. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị một vài điều. Bây giờ thì không biết là Thượng Tọa Giác Đẳng có câu thảo luận chưa? Nếu có, xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Chúng ta chỉ còn thảo luận hai câu nữa thì đã hết giờ rồi. Và cũng xin cảm ơn Thượng Tọa Giác Đẳng hôm nay đã dành nhiều thời gian để giảng cho đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Như vậy phần thảo luận chỉ ít thời gian thôi. Xin cung thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính trưng Thượng Tọa Thầy Sư. Mà Thượng Tọa Thầy Sư, Thượng Tọa đọc ở trong kinh đó, không biết Thượng Tọa có cái cảm nhận này không, là chư vị phạm thiên sắc giới và vô sắc giới nữa, thì các vị có thể tu tập về thiền định, về đắc đạo chứng quả, như là sơ quả, sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, v.v. nó dễ dàng. Nhưng mà chư phạm thiên sắc giới vô sắc giới thì không có dễ dàng để tạo phước như là bố thí trì giới mà chúng ta sống ở trong cõi dục giới, phải không? Thường Tọa có thấy điều này không? Ở đây thì tạm gọi cái chữ là tu phước và tu huệ đó. Tu huệ đây chúng ta tạm gọi là cái sự thành tựu về thiền định, về và tu phước ở đây chúng ta tạo những cái phước báo như bố thí, phục vụ, cung kính, v.v. Thì chúng ta thấy rõ ràng là chư vị phạm thiên sắc giới và vô sắc giới đó, có những vị có những cái thăng tiến về về đạo quả, về thiền định. Thường Tọa có Thượng Tọa có thể có cho một vài ý kiến về điểm này không? Kính thưa Thượng Tọa. Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Bây giờ chúng ta chưa vội định nghĩa cái chữ tu phước tu huệ ở đây, mà chúng tôi chỉ nói về cái vấn đề tu tập thiền định và tạo phước thôi. Ở đây
tùy theo cõi, cái cõi nhân loại của chúng ta, thì vì chúng sanh có đa dạng, loài người có đa dạng, tức là có người giàu, người nghèo, và ở cõi nhân loại chúng ta sống bằng thực phẩm thô, có bị karahara, có tài sản vàng bạc châu báu. Cho nên ở cõi nhân loại rất dễ để tạo cái phước vật chất như là bố thí, hoặc là trì giới, phục vụ, cung kính. Thì ở trên cõi phạm thiên có cung kính được, nhưng mà phục vụ thì ở cõi phạm thiên đó không có, không thể làm được, bởi vì mỗi một vị phạm thiên họ có địa vị riêng do cái năng lực thiền định của họ. Còn ở cõi nhân loại thì vì có người nghèo, cho nên khi mà người này giàu có tiền bạc, có tài sản, có thức ăn, mới làm cái việc bố thí cho cái người nghèo, xã tài giúp đỡ người nghèo, cho nên tạo thêm được cái loại phước gọi là đa năm ba gia quy nhất tây do thú. Còn đối với các vị phạm thiên ấy, thì chỉ làm được mỗi việc gọi là Phavana Maya, vì nhân tình dâu thú thôi, tức là tu thiền. Điều đó đúng là như vậy. Nhưng mà các vị phạm thiên đó, mặc dù hiện tại không thể tu phước Phật, không thể tạo phước Phật, nhưng mà ở trong thời quá khứ, khi còn ở kiếp nhân loại, vị ấy có xả tài của bố thí, thì sau này chúng sanh đó sẽ có được tài sản chư thiên tài sản lưu loài, nếu mà sanh ở dưới ở dục giới này. Còn khi đã sanh lên cõi phạm thiên thì chỉ có tu thiền hay là vị thánh hữu học mà sanh cõi phạm thiên, thì chỉ có tu quán về vô thường khổ đau vô ngã mà chứng đắc được đạo quả cao hơn. Bây giờ chúng ta sẽ nói qua cái phần định nghĩa về cái chữ tu phước, tu tu huệ. Thường ở bên Bắc Tông thì tu phước là khác, mà tu huệ là khác. Cái chữ phước theo họ hiểu thì đó là tài sản vật chất giàu có. Họ không xem trí tuệ như là một loại phước. Sự may mắn, hanh thông, khỏe mạnh là một loại phước. Họ không xem như vậy. Cho nên thường thường nói tu phước, tức là chỉ cho cái việc mà làm việc từ thiện, làm việc bố thí, xả tài, xây cất chùa chiền, đúc chuông, đúc tượng, v.v.
Thì họ quan niệm như thế. Nhưng mà theo trong kinh điển Pali đó, nói 3 hay nói 10, 3 tức là bố thí, trì giới và tu thiền, tu tín, thì gọi là Puñakadiyavatthu, tức là cái điều kiện để tạo phước, điều kiện tạo phước. Dānamaya Puñakadiyavatthu là tạo phước bằng cách là bố thí, xả tài vật chất. Sīlamaya Puñakadiyavatthu là tạo phước bằng cách là ngăn trừ, từ bỏ, tránh xa những cái điều ác do thân do khẩu. Phāvanāmaya Puñakadiyavatthu tức là tạo phước bằng cách là tu thiền. Thì ba cái Puñakadiyavatthu đó, Dānamaya Puñakadiyavatthu thì tạo phước vật chất, gọi là tạo phước Phật. Còn Sīlamaya Puñakadiyavatthu giữ giới thì tạo phước đức. Và Phāvanāmaya Puñakadiyavatthu thì tạo phước trí. Thì ở trong chú giải của bộ Makkalapathipani thì có giải thích thêm. Ở đây cũng là ở trong kinh điển rải rác chỗ này chỗ kia Đức Phật ngài thuyết, thì các vị đi góp nhặt lại để thành một nhóm. Cái chuyện mà tùy hỷ phước với hội hướng phước, Anumu Dana với hội hướng phước là Patadana Puñakadiyavatthu. Thì cái chuyện mà hội phước tùy hướng phước đó, là được gom chung lại thành ba cái, gom chung với pháp bố thí thành ba cái chi phần thiện pháp mà tạo nên cái phước, phước Phật cũng gọi là phước, gọi là phước Phật. Còn giữ giới, cung kính phục vụ, thì ba cái thiện pháp đó nó tạo nên cái phước đức cũng gọi là phước. Thường thường người ta nói mà người ta quên, thí dụ như gặp người nào đi đường bị tai nạn không có chết, nó có phước. Hoặc là bệnh thấy ngặt nghèo thập tử nhất sinh như vậy, đúng ra là cửu tử nhất sinh, tức là 10 phần mà chết hết 9 chỉ còn có 1 phần sống mà thôi. Nhưng mà người đó vượt qua được thì người nói là người có phước. Một mặt thì họ nói cái chuyện mà được an lành, được khỏe mạnh, không có bệnh hoạn, họ cho rằng đó là người có phước. Thế nhưng khi mà khuyên tu tập thì họ khuyên tu phước, tu phước rồi tu tuệ, nhưng mà họ không có nghĩ đến cái chuyện cái nào cũng là phước. Nhưng phước Phật thì làm bằng cách bố thí, chữ bá gia ở đây đó, tức là bằng cách được tạo bằng. Thì giữ giới, cung kính phục vụ, ba cái Puñakadiyavatthu đó nó tạo cái phước vật chất, cái phước đức, tạo cái phước đức. Một người mà có giữ giới đem lại cái sự an ổn cho chúng sanh khác, làm cho chúng sanh khác không có sự sợ hãi, thì chính do cái phước đức đó mà đời sau người đó sanh ra không có bị tổn hại.
Mọi người có cái pháp cung kính thì đời sau sanh ra, như ở trong bài kinh Chu Lắc Cầm Bao Cầm Bao Nguyên Phần Gác, kinh tiểu nhiệm phân biệt, thì người có pháp cung kính đời sau sanh ra được sanh cả, sanh ở trong một, sanh trong gia đình thượng lưu cao sang. Còn cái phước mà tùy hỷ Anumodana, cái phước mà phục vụ quay vô chát, thì cái phước đó đời sau sanh ra có nhiều người, có nhiều tùy tùng, và họ sẵn sàng, họ làm theo mệnh lệnh, tức là do cái phước phục vụ. Thì như vậy trì giới cung kính phụ thì nó tạo nên cái phước đức, cũng là phước. Rồi tu thiền, thính pháp và thuyết pháp, ba cái pháp đó gọi là nhân tạo phước trí. Phước trí ở đây mà người ta gọi là tu huệ đó, nhân tạo phước trí. Người ta cũng thường nói thấy một người thông minh thì nói với người đó có phước rồi mới thông minh, nói là nói như vậy, nhưng mà đến chừng rốt cùng lại thì họ cũng nghĩ phước là gì, vật chất cũng chẳng hạn. Như trong cái tranh ảnh của người Trung Hoa đó, rồi Việt Nam sau này mình cũng bắt chước, có ba cái hình trong cái ngày mà sinh nhật ông bà vân vân đem đến để là phước lộc thọ. Thì cái chữ phước đó họ nghĩ rằng một người giàu sang, chúng ta thấy hình ảnh vẽ là một người có cái sự sang trọng, dáng chừng như là làm quan, lộc á là một người ở dưới chân một đống vàng và trên tay cũng cầm nhiều thỏi vàng, như vậy gọi là lộc. Còn thọ tức là một ông tiên tóc bạc râu bạc dài chấm đất, thì họ nghĩ rằng phước là khác, lộc là khác, thọ là khác. Nhưng ở đây chứ lộc là tài sản vật chất thì nó thuộc về, nó thuộc phước Phật. Còn thọ là tuổi thọ cao, là do cái sự giữ giới không sát sanh, như Đức Phật dạy trong Chu Lắc Cầm Bao Nguyên Phần Gác. Người nam hay nữ nào mà có cái lòng thương tưởng không sát hại, không đoạt mạng của chúng sinh khác, sau khi mệnh chung được sanh về bổ trời, nếu trở lại là người, là người sống trường thọ. Cho nên ở đây thì lộc là do tạo cái phước vật chất, thọ là do tạo cái phước đức. Còn cái chữ phước ở đầu thì chúng tôi nghĩ rằng là cần phải hiểu là cái phước vật ở phước đức. Phước đức ở trong phước, cái hình ảnh phước lộc thọ thì không có đề cập đến phước trí. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị
qua cái câu hỏi số 1. Và chắc có lẽ là câu hỏi số 1 này cũng kết thúc thời gian, bởi vì chúng ta hết giờ rồi. Xin thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng trở lại đúc kết bài học. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ kinh trình từ tòa từ siêu và chi thông đức và tuần thứ này rồi thì sẽ có một bài học là chúng ta sẽ ôn lại tất cả tâm dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế mà chúng ta đã học và cách phân loại tâm. Bài học này tuy không có nhắm vào một chủ đề nhưng là rất là quan trọng. Và đặc biệt ở trong Thắng Pháp đó, là chúng ta học ôm đi ôm lại, không phải chỉ đơn thuần là chỉ ôm gì đã học, mà sẽ ôm lại cho chúng ta nhiều khía cạnh rất là đáng ghi nhớ. Bây giờ thì chúng xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong một chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ sa thú. Nhưng việc thay mặt đại chúng trong rung, chúng con tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước tu tập không đâm lẽ an lạc trong đời và hướng đến đầu quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh pháp hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Con kính chúc cho tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tự trong danh pháp nhiệm màu của đức Thượng Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Một thầy.